Trộm gà hàng xóm. Sao cái số tôi cứ nghèo khổ suốt thế này? Mùa vụ năm nay đúng là bội thu. Tề gia, chẳng lẽ lại là nhà của thằng Tề đầy tớ đây sao? Tề đầy tớ, mau ra đây! Ai mà vào nhà của ta lại còn dám nói sằng bậy nữa? Ôi, đúng là Tề rồi. Anh đổi đời từ bao giờ thế? Tôi là Quất ở làng bên, ngày xưa chuyên đi câu cá cùng anh đi mà. Ồ, hóa ra là anh. Anh đến đây có việc gì vậy? Tôi đi qua nên ghé vào. Mà anh có bí quyết gì mà đổi đời nhanh thế? Hãy chia sẻ cho người bạn này với. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là khéo ăn trộm thôi. Cái gì? Ăn trộm sao? Thoạt đầu tôi ăn trộm 1 năm thì đủ dùng, 2 năm thì thừa ăn, 3 năm thì giàu. Tưởng gì chứ chuyện đó là nghề của tôi rồi. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Học tập cha Tề, lần này ta làm một mẻ, tha hồ ăn cả tuần. Kẻ nào dám trộm gà của ta? Quân ăn trộm, lười lao động, quân kẻ cướp. Tình nghĩa ngày xưa mà anh dám lừa tôi, để tôi đi ăn trộm gà bị người ta đánh cho ra nông nổi này. Tôi chưa nói xong mà anh đã vội đi. Lối ăn trộm của anh như thế thì chết rồi. Nay tôi bảo anh cho rõ, trời có thời tiết, đất có hoa lợi, anh phải tận dụng sự thuận hòa mưa nắng và những sản vật của non sông, trồng lúa, xây nhà. Nếu ăn trộm những thứ của trời đất thì chẳng tai vạ gì cả. Anh lười nhác, muốn ăn sẵn của người, bị đánh là phải lắm. Anh còn trách ai nữa? Hóa ra không phải những người giàu chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ sao? Ba bà hoàng hậu. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có 3 bà hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Cả 3 người đều được đức vua sủng ái như nhau. Thưa đức vua, vua nước láng giềng đã cho người đưa cống phẩm đến ạ. Cho vào. Thưa đức vua, đây là những cống phẩm quý giá nhất xin được dâng lên ngài. Đức vua của chúng tôi muốn bày tỏ sự mến mộ đối với đất nước của ngài ạ. Thật là quý hóa, ta sẽ đích thân đến cảm ơn đức vua của các ngươi vào một ngày gần nhất. Ôi, đây chính là 3 hoàng hậu đẹp nổi tiếng của đức vua. Nghe danh đã lâu, hôm nay thần mới có dịp được diện kiến. Đức vua của chúng tôi vẫn luôn cảm thấy thắc mắc, tại sao ngài lại để đến 3 bà hoàng hậu ở vị trí tương đương với nhau? Chẳng phải từ trước đến nay, một nước chỉ nên có 1 hoàng hậu thôi hay sao ạ? Nhưng 3 hoàng hậu của ta đều tài sắc như nhau. Chỉ để 1 nàng ở cương vị hoàng hậu thì 2 nàng còn lại sẽ phải thiệt thòi. Bẩm đức vua, trong 3 mỹ nhân này thế nào cũng có 1 người tuyệt diễm hơn 2 người kia, nhưng ngài không tài nào nhận ra được thôi ạ. Có lẽ vì ngài nhìn mãi nó quen mắt đi chăng? Xin đức vua tha tội nếu những lời nói từ đáy lòng của thần có động chạm đến ngài. Việc đó thì có quan trọng gì đâu cơ chứ, thưa đức vua. Dù thế nào, xin đức vua hãy cẩn trọng trước những lời nói của sứ giả nước láng giềng. Họ đã từng là kẻ thù của chúng ta, biết đâu lại có âm mưu nhũng nhiễu nào đó thì sao? Lời nói của hắn cũng có ý đúng. Ta rất muốn biết trong 3 người vợ của ta, ai là người đẹp nhất. Nhưng làm thế nào mà ta có thể biết điều ấy được nhỉ? À, phải rồi, ta sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý ở hậu cung, tìm xem ai là người đẹp nhất. Người hãy mau triệu tập tất cả mọi người vào sảnh điện chính cho ta. Ta
ta là người được đức vua chọn đầu tiên, chẳng có lý gì mà ta lại không phải là người đẹp nhất. Vào trước thì cũng chẳng khẳng định được điều gì cả. Mọi người chẳng luôn nói ta có vẻ đẹp thật lạ hay sao? Ôi, ta thì chẳng có gì mà phải bàn cãi nữa, bởi ta biết chắc chắn rằng mình là người đẹp nhất. Cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, vì ai cũng cho rằng ba bà hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Thưa đức vua, chuyện này sẽ không thể nào mà đi đến hồi kết được. Thò gan, ai cho phép ngươi ngăn cản những ý định của ta? Ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày nữa phải giải quyết cho xong việc này, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho các vị tướng số nổi tiếng, hay là bệ hạ cho mời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn không? Phải, có thế mà ta cũng không nghĩ ra, ngươi còn không mau làm ngay đi. Vâng, thưa đức vua. Thế nào, ngươi thấy ai là người đẹp nhất? Muôn tâu đức vua, xin ngài hãy cho con được trả lời câu hỏi này vào ngày hôm sau. Thôi được rồi, ngươi lui đi, ngày mai ngay lập tức trả lời cho ta. Vâng, thưa đức vua. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng ba hoàng hậu mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người. Ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của nhà vua nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình, mà chỉ kết luận chung chung rằng cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào đây? Muôn tâu, ngu thần có một kế mọn như thế này. Thường thì chỉ khi ở bên những người thân thiết nhất, người ta mới có thể nói thật lòng với mình. Chi bằng chúng ta hãy để vợ của ông ấy bí mật hỏi về điều này. Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẫm, cho gọi vợ của hắn ta vào cung và dặn dò tuyệt đối cẩn trọng, đồng thời chính chúng ta sẽ đích thân theo dõi chuyện này. Ông này, ông đã có câu trả lời vào ngày mai chưa? Chẳng lẽ ông không thấy ai là người đẹp nhất hay sao? Trước mặt đức vua và 2 vị hoàng hậu còn lại, làm sao ta lại dám trả lời thẳng thừng những chuyện này chứ? Nếu ta nói ra thì sẽ mất lòng 2 hoàng hậu còn lại, như thế thì nàng cũng biết hậu quả rồi đấy. Thật ra theo tướng số thì hoàng hậu đầu tiên chính là người đẹp nhất. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt của hoàng hậu đều vô cùng cân xứng, hài hòa và tuyệt mỹ. Đó là một vẻ đẹp không ai có thể sánh được. Vậy là trước mặt ta, ngươi đã dám buông lời giả dối, không nói thật những điều ngươi nghĩ. Người đâu, mau chém đầu tên này cho ta. Xin đức vua tha mạng, xin đức vua tha mạng. Nàng chính là người vợ đẹp nhất của ta, vậy mà bấy lâu nay ta đã không nhận ra được điều đó. Thật là bất công. Kể từ sau ngày hôm đó, đức vua đặc biệt sủng ái hoàng hậu thứ nhất, lơ là 2 hoàng hậu còn lại. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo, ta đã tính toán hết rồi. Đây là thuốc độc, chỉ cần bỏ vào đồ ăn thì bà ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi chúng ta. Bẩm đức vua, hoàng hậu đẹp nhất đã trúng độc và chết rồi. Người nói sao? Là kẻ nào? Kẻ nào? Hãy mau tìm cho ra kẻ đó ngay lập tức. Dạ thưa, đã tìm được hung thủ sát hại hoàng hậu đẹp nhất rồi. Giải vào đây cho ta. Xin đức vua hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, chúng thần là vợ của ngài mà. Chém đầu hết cho ta. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, đức vua. Cả 3 người vợ của ta đều đẹp, cớ sao ta lại phải nhất định tìm cho được người đẹp nhất chứ? Giờ thì tất cả họ đã xa ta, hoàng cung vốn bình yên như vậy mà giờ lại thê lương thế này. Ta ân hận lắm, ta thật là một kẻ hồ đồ. Xin đức vua hãy bớt đau buồn. Theo như thần dò xét thì việc này đúng là đã nằm trong âm mưu của nước láng giềng, chúng muốn bệ hạ không được bình yên. Ta thật là hồ đồ, cuối cùng thì ta phải trả giá cho sự hồ đồ ấy. Vậy là 3 vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết.
Đức vua đau lòng và ân hận về việc làm của mình vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua cô độc trong hoàng cung trống trải lạnh lẽo, bất kể xuân hạ thu đông. Cô dâu đích thực. Ngày xưa, có một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng mẹ mất sớm, cô phải ở với dì ghẻ và làm lụng vất vả suốt ngày. Ta khát nước quá, có thể cho ta xin một chút nước uống được không? Dạ vâng ạ, bà đợi cháu một lát, cháu sẽ lấy nước cho bà. Nước của bà đây ạ. Bà có đói không? Cháu vừa làm bánh xong, bánh còn nóng hổi, bà ăn một chút bánh cho ấm bụng nhé. Ôi cô gái tốt bụng, vậy thì hãy cho ta xin một lát bánh nha. Cô gái rất hiền lành và tốt bụng, nhưng bà dì ghẻ và cô con gái của bà ta thì vô cùng độc ác. Mẹ con bà ta luôn kiếm cớ để hành hạ cô gái. Thân ngươi còn chưa lo được mà còn đi lo cho người khác à? Đây là 5kg lông vũ, hãy đem tước hết tơ lông ra cho sạch sẽ. Nếu tối nay làm không xong thì một trận đòn sẽ chờ ngươi đấy. Trời ơi, làm sao có thể tước hết 5kg lông vũ trong một đêm được cơ chứ? Phen này chắc là lại bị đòn nữa rồi. Đừng lo cô gái, ta sẽ giúp con. Đêm nay con cứ đi ngủ đi, sáng mai chỗ lông này sẽ được tước hết, hãy tin ta. Bà sẽ giúp cho cháu ư? Bằng cách nào ạ? Ta không thể nói dối con được, cứ để ta giúp con. Trời ơi, đúng là chỗ lông vũ đã được tước sạch rồi nè. Vậy là bà cụ ấy hẳn là một bà tiên rồi. Hả? Trời ơi, đã hoàn thành rồi sao? Mẹ, cô ta đã làm thế nào mà nhanh như thế? Làm xong rồi thì ta giao cho việc khác. Từ giờ tới sáng ngày mai, ngươi phải tát cạn chiếc ao trước cửa nhà cho ta. Thưa gì, ao rộng và đầy ắp nước như thế, làm sao một mình con có thể... Nếu không thể làm được thì đừng có trách ta ác. Làm sao ta có thể tát cạn cái ao này trong đêm nay được chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con, cô gái tốt bụng ạ. Bà là bà tiên hôm trước đây mà, con cảm ơn bà ạ. Ôi, quả thật là bà lão đã nói đúng, không còn một giọt nước nào. Tại sao nó có thể tát cạn cái ao trong một ngày đêm được chứ? Thế này thì ta cần phải giao việc gì đó khó hơn mới được. Đừng có vội đắc ý, ta có việc này giao cho ngươi đây. Từ giờ tới ngày mai, hãy xây cho ta một tòa lâu đài. Nếu sáng mai thức giấc, ta không thấy nơi đây một lâu đài nguy nga lộng lẫy, thì hình phạt dành cho ngươi sẽ vô cùng đau đớn, nghe rõ chưa? Thưa gì, con không thể nào làm được việc đó đâu ạ. Không làm thì ta sẽ nhốt ngươi vào hầm và cho nhịn đói tới khi chết thì thôi. Đừng lo, ta tới giúp con rồi đây. Bà tiên ơi, sao bà tốt với con thế ạ? À? Con là một cô gái nhân hậu, hiền lành và rất tốt bụng, nhưng hoàn cảnh lại đáng thương, ta không thể để mặc con phải chịu thiệt thòi được. Ôi, một tòa lâu đài thật tráng lệ, đẹp quá. Tốt, ngươi làm tốt lắm. Vậy là từ đó, mẹ con mụ dì ghẻ được sống sung sướng trong tòa lâu đài lộng lẫy. Còn cô gái thì vẫn làm đủ việc để hầu hạ hai mẹ con. Ôi, khổ thân dê con, chỉ vì bận việc nhà mà ta không để ý, để em bị ngã đau chân như thế này. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài của cô gái. Chàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô gái thì đem lòng yêu mến. Chàng đã bước tới và làm quen với cô gái. Ít lâu sau, hoàng tử cầu hôn cô. Cô gái gật đầu đồng ý làm vợ của chàng. Giờ thì ta phải về cung điện để xin phép vua cha tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Nàng hãy chờ ta quay trở lại đón nàng về cung nha. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếp vừa hôn lên má trái của chàng,
chàng hãy luôn giữ nụ hôn này nhé. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng, nếu không chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Ta nhớ rồi, nàng hãy đợi ta. Chuyện cô gái gặp hoàng tử và được chàng cầu hôn không qua khỏi mắt hai mẹ con mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ tức điên khi biết cô gái sắp được trở thành vợ của hoàng tử, trong khi lẽ ra vị trí đó phải thuộc về con gái của mụ ta. Trên đường trở về cung điện, hoàng tử đã dừng chân bên một con suối. Thấy hơi mệt nên chàng nằm trên bãi cỏ mà ngủ một giấc. Chàng không hề biết trong suốt quãng đường đi của mình có một người đã lén đi theo sau. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng, nếu không chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Nàng ạ, nàng là ai? Ta nhớ là ta đang trên đường về cung điện để xin vua gia cưới vợ. Ta không nhớ người con gái đó là ai. Chính là thiếp đây nè, chàng hãy mang thiếp về cung điện cùng chàng. Thật thế à? Xin lỗi nàng vì ta đã quên mất, vậy chúng ta cùng đi. Vậy là cả cung điện náo nhiệt để chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử và con gái của mụ dì ghẻ. Khi vừa nghe tin, mụ dì ghẻ cũng ngay lập tức tới cung điện để chuẩn bị dự đám cưới của con gái với hoàng tử. Vậy là chàng đã quên ta thật rồi. Ta phải làm sao để chàng lại nhớ tới ta đây? Cô gái tốt bụng, cháu đừng lo. Hãy tới hoàng cung và xuất hiện trong lễ cưới của hoàng tử, hôn lên má trái của chàng một lần nữa, chàng ta sẽ nhận ra cháu mà thôi. Nhưng cháu chỉ sợ chàng vẫn không nhận ra mình thì cháu sẽ bị nhà vua xử tội vì làm đảo lộn đám cưới của hoàng tử. Hãy dũng cảm lên cô gái, hạnh phúc đôi khi không tự nhiên đến, phải đấu tranh và giành lấy cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ giành lại được tình yêu của mình. Khoan đã, cháu định mặc như thế này sao? Nhưng cháu không có bộ quần áo nào đẹp hơn nữa hả? Để ta. Sao nó có thể tới đây được? Hãy ngăn nó lại mau lên. Ai cho ngươi vào đây? Hãy cút khỏi đây ngay. Cô có sao không? Tôi trông cô rất quen. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Trời ơi, ta nhớ ra rồi. Đây mới là vợ chưa cưới của ta. Nàng mới là cô dâu đích thực. Ngay khi nhớ ra mình bị lừa dối, hoàng tử đã ra lệnh bắt hai mẹ con mụ dì ghẻ nhốt vào ngục tối. Nhờ có tình yêu mãnh liệt và lòng quyết tâm, cô gái đã lấy lại được trí nhớ cho hoàng tử, và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Sự tích cây bưởi đào. Ngày xưa, ở vùng nọ có một lão nông già có hai người con trai. Biết mình tuổi già sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa, lão nông bèn gọi hai người con trai của mình đến bên để dặn dò. Các con à, cha biết các con có nhiều thiệt thòi vì mẹ của các con mất sớm. Nhưng suốt đời cha đã làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Đã đến lúc các con phải tự lập, mảnh vườn cha sẽ chia đôi cho các con. Con sẽ lấy mảnh vườn cây trái xum xuê kia. Út, con thì sao? Con muốn nhận mảnh vườn nào? Dạ, con thế nào cũng được à. Anh cả đã nhận mảnh vườn bên kia thì con sẽ nhận mảnh vườn còn lại. Chúng con cảm ơn cha. Các con biết yêu thương, nhường nhịn nhau như thế, cha có nhắm mắt cũng phần nào yên lòng. Để cho công bằng hơn, ngôi nhà và tài sản khác cha sẽ để lại cho đứa nào mang đến biếu cha món quà quý nhất vào ngày mừng thọ cha. Các con có đồng ý không? Dạ, chúng con đồng ý, thưa cha. Mảnh vườn này tuy đất đai cằn cỗi hơn, nhưng mình sẽ chăm chỉ phun trồng, chăm bón, lứa cây mới đầy. Rồi mấy nữa mừng thọ cha, mình sẽ đem biếu cha những quả ngon nhất. Nhưng mình nên biếu cha thứ gì đây?
Cha, ăn chuối đi cha. Cha no lắm rồi, con ăn đi cho mau lớn. Đúng rồi, chắc là cha thích ăn chuối. Mình sẽ trồng thêm chuối rồi đem biếu cha. Cây ăn quả thì nhà ta có sẵn rồi, tội gì phải vất vả như nó cho khổ cơ chứ. Nếu đem quả biếu cha thì quá tầm thường. À đúng rồi, ta sẽ đi buôn, rồi ta sẽ đầy vàng bạc. Ta sẽ mua một món quà độc nhất vô nhị về tặng cha. Lúc ấy gia tài chắc chắn sẽ thuộc về ta. Sau khi bán số cây gỗ trong vườn có được chút ít vốn, người anh đi ngược về xuôi, nhưng không tránh khỏi sự cám dỗ của rượu chè, cờ bạc. Chẳng bao lâu sau, đã đến ngày hẹn tặng quà cho cha. Anh ta đành hai bàn tay trắng trở về quê nhà. Hả? Trời ơi! Nó không phải là vườn nhà thằng Út sao? Phải dò hỏi ngay, xem tình hình thế nào mới được. Không thì cả gia tài về tay nó như chơi. Ôi Út, đang làm gì thế? Ôi anh cả, anh mới về đấy à? Cha với em ở nhà bông ngóng anh mãi, chẳng thấy anh về. Anh mới về chạy luôn đến gặp chú đây. Mà mai là đã đến ngày mừng thọ cha rồi, chú định tặng gì cho cha thế? Em nhớ hồi còn bé, cha chỉ ăn vỏ chuối, còn ruột để dành cho hai anh em ta. Bây giờ em muốn biếu cha buồng chuối đẹp nhất mà em đã chăm bón mấy tháng nay anh ạ. Mình chẳng còn tiền để mua quà tặng cha, nhưng cũng không thể cứ thế nhìn cha giao tài sản cho thằng Út được. Mà vườn nhà mình đã chặt hết cây, cũng chẳng còn quả gì để biếu cha. Làm sao đây? Hay là nó định tặng cha buồng chuối ư? Mình không thể chịu thua nó được. Nó trồng nhiều chuối thế, mình chặt một buồng chắc nó cũng chẳng biết đâu. Thưa cha, lúc đi qua chỗ bán chuối, con liền nghĩ đến ngày bé cha thường nhường những quả chuối ngon nhất cho chúng con ăn, nên con đã mua buồng chuối ngon nhất đến biếu cha đây ạ. Con vẫn nhớ những chuyện đó sao? Anh cả cũng mang chuối đến biếu cha sao ạ? Chú tưởng chỉ mỗi chú mới có chuối biếu cha chắc. Chuối của hai con mang đến đều rất ngon, quả nào cũng thơm và ngọt. Ta không thể phân xử ngay được. Bây giờ thế này, đợi đến rằm Trung Thu, các con lại mang món quà khác đến đây, ta sẽ xem xét lại nha. Cứ như lần trước thì chẳng biết bao giờ mới thắng được thằng Út. Lần này phải làm cho nó thua luôn mới được. Bằng xuống chợ thể nào cũng được món. Lần này xem thử mày còn gì để biếu cha. Trời ơi, sao lại thế này? Cây của mình đâu hết rồi? Là kẻ nào? Là kẻ nào sao lại bàn ác thế này chứ? Bao nhiêu công ta đã vất vả sớm hôm chăm bón cây, thế mà giờ lại thế này. Rồi thì ta còn biết lấy gì để biếu cha đây? Ta biết làm gì để đền đáp công ơn của cha đây? Ôi, vẫn còn sót lại cây bưởi chua ở cuối vườn kìa. Đến cây bưởi chua cũng chỉ còn mỗi quả xanh thế này thôi. Ta làm sao mà đem biếu cha được đây? Hả? Là quả bưởi xanh mình vừa thấy ư? Thật là kỳ diệu. Ôi, sao cả vườn cây của chú lại thành ra thế này chứ? Hôm qua anh ngủ sai quá, không biết chuyện gì. Út ơi, mày đến ngày tặng quà cho cha rồi, chú định tặng cha gì đấy? Anh thấy đấy, cả vườn nhà em còn có mỗi cây bưởi này. Nói lại là cây bưởi chua, nhưng em chẳng còn thứ gì có thể đem biếu cha được nữa. Cha thật là đáng thương, cuối đời rồi còn phải nếm quả bưởi chua thế này nữa. Lần này gia tài thuộc về mình chắc rồi. Thưa cha, lần này cha hãy nói luôn cho con biết, lại xứng đáng được hưởng gia tài đi ạ. Được, để ta xem nào. Thưa cha, con đã trồng được lứa bưởi sai quả, con đem bán đi lấy cái này biếu cha. Kìa Út,
sao con còn đứng ngay ra đó? Con hãy bỏ qua bưởi mà con đem đến cho cha nếm thử xem nào. Dạ, thưa cha, cây bưởi mà con đem đến là bưởi chua, chắc là không ngon đâu ạ. Không sao hết, con cứ bỏ quả bưởi của con ra, cha nếm thử xem nào. Dù quả bưởi mà nó đem đến có ngon cỡ nào, cũng đâu thể so sánh được với vàng của mình được chứ. Bưởi của con rất ngọt và thanh. Cha hiểu lòng con đối với cha ngọt và ấm như màu đào của bưởi. Cha đã quyết định được rồi, cha sẽ để lại gia tài cho Út. Cha, sao cha có thể thiên vị nó như vậy được chứ? Con không đồng ý đâu. Con đừng tưởng cha không biết những việc con làm với em con. Có người lạc trông thấy đã kể lại cho cha nghe tường tận vụ việc. Lòng tham của con lớn đến mức ra tay với cả anh em ruột thịt của con vậy sao? Vậy là người anh sống lười biếng, ích kỷ đã xấu hổ bỏ đi mất tích, không bao giờ dám quay trở lại nữa. Còn về người em, người em nhân giống cây bưởi và lan đi khắp nơi. Có nơi còn gọi bưởi đào là bưởi hiếu, để nhắc nhở nhau sống thật thà, ngay thẳng, sống có nghĩa, có tình. Từ đó về sau, bưởi đào là loại quả không thể thiếu mỗi dịp trung thu. Hai anh em và mụ phù thủy. Hai con ở nhà ngoan ngoãn, không được đi đâu nha. Cha vào rừng hay nắm mang về cho các con. Yeah, tối nay chắc chắn chúng ta sẽ được ăn nấm hương nướng rồi. Cha đi nhớ về sớm nha cha. Anh ơi, em đói quá à. Sao mãi mà cha chưa về thế? Em chịu khó đợi một lát nữa, chắc cha sắp về rồi. Nhưng mà em đói quá à. Cha nói sẽ về nướng nấm hương cho anh em mình ăn mà. Sao mãi mà chẳng thấy cha về? Đáng lẽ cha phải về lâu rồi chứ, sao giờ này vẫn chưa về nữa? Có khi nào cha đã gặp chuyện gì rồi không? Hay em ngoan ngoãn ở nhà, để anh đi tìm cha về nha. Anh cho em đi với, em không ở nhà một mình đâu, em sợ lắm. Thôi được rồi, anh em mình cùng đi tìm cha nào. Cha ơi. Bà ơi, bà từ trong rừng ra, có nhìn thấy cha chúng cháu? Một người đàn ông cao lớn, có bộ râu rất rậm trên mặt không ạ? Có phải à, ông ta xách một cái giỏ nấm rất to không? Đúng rồi ạ, đó chính là cha của chúng cháu đó. Bà đã gặp ạ? Ta gặp ông ấy ở cuối rừng. Ông ấy vẫn đang hái rất nhiều nấm. Để ta đưa các cháu đến đó nha. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bà. Bà ơi, sắp đến chỗ cha chưa ạ? Sắp rồi, cứ đi đi. Đến rồi đây. Hả? Sao lại thế ạ? Đây là nhà ai ạ? Cha của chúng cháu đâu? Đây chính là nhà của ta. Các ngươi đã bị lừa rồi. Không, cứu chúng tôi với. Chạy đâu cho thoát. Tối nay các ngươi hãy ngủ ở đây. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ phải làm việc cho ta, bao gồm quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, khăn trải giường, lau dọn lò sưởi, rửa sạch bát đĩa. Nếu như làm tốt, các ngươi sẽ được ăn no. Còn nếu làm không tốt, hoặc nghĩ đến việc bỏ trốn, thì ta sẽ ăn thịt các ngươi đó. Dậy làm việc mau. Lau đi, ai cho dừng lại, lau nhanh. Đau quá. Cho lau ngay đi ạ, à. Bà đừng đánh nữa. Làm rơi khăn của bà này, giặt lại ngay. Tối nay cho chúng mày nhịn đói luôn. Từ hôm đó, ngày nào hai anh em cũng phải làm việc cực lực để phục vụ cho mụ phù thủy độc ác. Mụ vừa đánh đập,
vừa hành hạ, còn bỏ đói hai anh em rất tệ bạc. Anh ơi, em đói quá, em nhớ cha, em muốn về nhà. Chúng ta cứ ở đây mãi thế này sao hả anh? Ngoan nào, rồi anh sẽ tìm cách cứu chúng ta ra khỏi đây. Một lát nữa khi mụ phù thủy ngủ say, anh sẽ đi kiếm xem có đồ ăn gì không để mang về cho em. Em chịu khó một lát nha. Dạ, vâng ạ. Hả? Đêm rồi, bà ta còn vào đấy làm gì? Ai đó? Thì ra là một con mèo. Bánh đây, em ăn đi cho đỡ đói. Bánh ngon quá à. Anh vừa phát hiện ra một bí mật của mụ phù thủy. Chúng ta có cơ hội thoát rồi. Thật sao anh? Bí mật là gì thế? Dậy đi. Trời đã sáng rồi hả anh? Giờ chúng ta phải trốn khỏi đây trước khi mụ phù thủy thức dậy. Mau lên nào. Sao cơ? Nhớ mụ ấy bắt được chúng ta sẽ bị ăn thịt đó. Shhh, khẽ chứ. Em cứ đi theo anh đi. Chúng mày đến cháy à? Anh ơi, mụ ấy phát hiện ra rồi kìa. Atama Karem. À không, không phải Atama Kara. Thì ra chúng mày đã lén đọc cuốn sách thần kỳ của ta. Tưởng ta không nhận ra chúng mày hay sao? Khá lắm, ta sẽ đốt mày lên và nướng cháy cái bánh mì này. Mì tưởng biến thành hai hạt kê thì ta không tìm thấy hay sao? Lần này thì chúng mày hết đường thoát rồi. Nhờ trí thông minh của mình, cậu bé đã tiêu diệt được mụ phù thủy và đưa em gái trở về nhà an toàn. Cha cậu vì nhớ thương hai con mà lâm bệnh. Khi hai đứa nhỏ trở về, ông vui mừng khôn xiết. Bệnh tình chẳng mấy chốc thuyên giảm. Từ đó, ba cha con sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!